Chào các bạn, hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong chủ đề lối sống tối giản. Tôi sẽ chia sẻ cái lợi ích tuyệt vời của lối sống tối giản mang lại cho chúng ta. Như các bạn đã biết, lối sống tối giản đang ngày càng được ưa chuộng bởi nhiều người trên thế giới khi họ nhận ra rằng của cải vật chất không khiến cuộc sống của họ trở nên hạnh phúc hơn. Ngược lại, việc sở hữu càng nhiều thứ trên thực tế là trói buộc họ trong một vòng quay quanh của cuộc sống và khiến họ cảm thấy ngột ngạt, bị ràng buộc và lo nghĩ cho những điều không cần thiết. Theo phong cách sống tối giản, bạn có thể vứt bỏ những gì bạn không cần để tập trung vào những gì bạn cần. Lối sống tối giản có nghĩa là bạn giảm đi những thứ không cần thiết trong cuộc sống của mình. Trên bề mặt, bạn có thể nhận thấy ngay một vài lợi ích, như bạn sẽ đỡ tốn thời gian hơn cho dọn dẹp, có một căn nhà luôn ngăn nắp, theo đó bạn cũng sẽ bớt căng thẳng hơn. Tuy nhiên, quan trọng nhất là việc áp dụng lối sống tối giản này sẽ mang lại những lợi ích lâu dài và khiến cuộc sống của bạn thêm phần ý nghĩa. Sau đây là những lợi ích mà lối sống tối giản đã mang lại. Những lợi ích mà lối sống có thể mang lại cho bạn. Thứ nhất, tạo không gian cho những thứ quan trọng. Khi loại bỏ bớt quần áo cũ và đồ đạc không dùng đến, bạn sẽ tạo được không gian cho sự thư thái trong tâm hồn. Không còn cảm giác ngột ngạt mỗi khi mở tủ hay về nhà và thấy đồ đạc ngổn ngang. Giờ đây bạn có thể thoải mái hít thở và lấp đầy cuộc sống bằng những điều ý nghĩa hơn là bằng của cải vật chất. Bạn sẽ được tự do hơn. Sự tích tụ của vật chất giống như một mỏ neo, nó sẽ kéo bạn xuống và giữ yên bạn ở đó. Chúng ta luôn luôn sợ hãi mất đi cái này, cái kia. Nhưng khi bạn buông bỏ được chúng, bạn sẽ trải nghiệm được một cảm giác tự do, tự tại rất tuyệt vời. Bạn sẽ được giải phóng khỏi lòng tham, những nỗi ám ảnh phải mua sắm hay phải làm việc quá sức để có tiền cho những thứ vật chất đó. Bạn sẽ có thời gian tập trung vào sức khỏe và sở thích của mình. Khi bạn dành ít thời gian hơn cho các cửa hàng mua sắm hay cố gắng bắt kịp một xu thế nào đó, đồng nghĩa với việc bạn sẽ có nhiều thời gian hơn dành cho bản thân, làm những điều bạn muốn và thật sự có ý nghĩa với bạn. Mọi người luôn luôn than phiền rằng họ không có đủ thời gian, nhưng liệu có bao nhiêu người thật sự dừng lại và nhìn xem mình đang dùng thời gian vào những gì? Bạn có thể thưởng thức một ngày với lũ trẻ, tới phòng tập thể dục, đọc sách hay đi du lịch. Ít tập trung hơn vào tài sản vật chất. Thực tế là tất cả những thứ vật chất quay quanh chúng ta chỉ vì chúng ta muốn lấp đầy khoảng trống. Tiền không thể mua được hạnh phúc, nhưng nó có thể mua được sự thoải mái, tiện nghi. Khi đã thỏa mãn được nhu cầu về tiện ích, thì nỗi ám ảnh của chúng ta về tiền bạc nên kết thúc. Tuy nhiên, hàng ngày hàng giờ chúng ta bị các phương tiện truyền thông đổ vào đầu suy nghĩ vật chất có thể khiến chúng ta sống hạnh phúc. Vì thế, mỗi ngày chúng ta đều vật lộn kiếm tiền để thỏa mãn chúng. Hãy kiềm chế lại những sự thôi thúc đó, bởi đó không phải là con đường đúng đắn để mang hạnh phúc đến cho bạn. Thật khó để không bị mắc vào sự cám dỗ của việc tiêu dùng. Bạn cần nhắc nhở bản thân liên tục rằng đó chỉ là cảm giác hạnh phúc giả tạo. Mặc dù chúng ta thích chúng, nhưng thực tế là thứ chúng ta thích vượt quá nhiều so với những thứ chúng ta thật sự cần. An tâm hơn. Khi chúng ta bám cứng với tài sản vật chất, chúng ta rất dễ dàng trở nên căng thẳng bởi vì chúng ta luôn sợ mất đi những điều này. Bằng cách đơn giản hóa cuộc sống của mình, bạn có thể mất đi sự ràng buộc bởi đối với những điều này và cuối cùng có một tâm trí bình tĩnh và thư thái. Hạnh phúc hơn. Khi bạn giảm đi những thứ không cần thiết trong cuộc sống, hạnh phúc tự nhiên sẽ đến bởi vì bạn biết cách tập trung cho những điều quan trọng nhất. Bạn sẽ nhìn thấy rõ ràng hơn bao giờ hết những sự giả dối về một cuộc sống hạnh phúc hơn với nhiều vật chất hơn và nhận ra bản chất thật sự của cuộc sống. Bạn cũng sẽ thấy hạnh phúc khi trở nên năng suất và làm việc hiệu quả hơn. Bạn sẽ tập trung hơn khi sắp xếp lại cho chúng. Bạn
Bạn sẽ tập trung hơn khi sắp xếp lại cho đúng những ưu tiên của bạn, và bạn sẽ cảm thấy niềm vui khi sống chậm lại một chút. Ít sợ thất bại. Khi bạn nhìn các nhà tu hành, bạn có nhận thấy rằng họ không hề sợ hãi. Họ không sợ hãi chính vì họ không có gì để mất. Đối với bất cứ điều gì bạn theo đuổi, sự thật là nếu bạn không sợ mất những gì mình đang có, thì bạn có thể đạt được nhiều hơn. Để đi đến thành công, đôi khi điều bạn sợ nhất không phải là thất bại, mà chính là nỗi sợ hãi của bạn. Tự tin hơn. Lối sống tối giản giúp thúc đẩy tính cách cá nhân và sự tự tin. Điều này sẽ giúp bạn tự tin hơn trong hành trình mưu cầu hạnh phúc. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe những chia sẻ của tôi. Chúc các bạn một ngày mới thật là nhiều niềm vui và thật là nhiều hạnh phúc. Nếu như các bạn thích kênh, hãy like, đăng ký kênh và chia sẻ cho những người bạn của mình nha. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn